Bi ơi, những lúc cả nhà nô đùa, mẹ cảm giác mình có cả vũ trụ này. Mẹ chỉ ước mơ chúng ta luôn vui và khỏe Bi ạ. Hôm qua Bi đi chơi nhiều, Bi ốm rồi. Mẹ muốn con luôn được điều tốt nhất. Mẹ chọn nơi đây vì bác sĩ ở đây là bạn của con. Bác sĩ sẽ giải thích cho con về những con virus, vi khuẩn làm con ốm và con có quyền lựa chọn vũ khí tiêu diệt nó nhé. Đây là virus làm cho con ốm này. Đây là vũ khí tiêu diệt virus của con. Oh, yeah! Bác sĩ luôn mong lắng nghe để hiểu cảm giác và ước muốn của chúng ta, để có tâm lý điều trị tốt nhất bên cạnh việc điều trị bệnh lý. Vì bác sĩ hiểu còn có một tương lai thật vui phía trước. Chúng tôi trao quyền, trao sự lựa chọn cho người bệnh. Hãy để Med247 lắng nghe và đồng hành cùng bạn. Med247, trao quyền cho người bệnh.